Minh Vy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Tin Sáng kỳ này như thường lệ, xin mời quý vị dành ít phút chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trao đổi nhanh của Minh Vy cùng với anh Nguyễn Anh Việt Toàn, trưởng nhóm môi giới công ty chứng khoán Tân Việt. Xin chào anh Toàn. Chào Vy. Thưa anh, chỉ số VN Index tăng tốc mạnh mẽ trở lại sau nhiều phiên điều chỉnh và sắc xanh đã dàn trải tại các cổ phiếu ngân hàng, dầu khí cũng như là chứng khoán. Theo quan điểm của anh là liệu đà tăng này đã vững vàng hay chưa, hay là sẽ còn những cái rủi ro ở phía trước ạ? Theo tôi thì sau những cái phiên của tuần trước lễ, thị trường đã có nhiều cái dấu hiệu là thị trường tạo đáy, và cái tuần sau lễ thị trường đã tiếp tục có những phiên test cung rất là mạnh mẽ, cũng như là việc mà các margin diễn ra hàng loạt như vậy. Thì cái phiên tăng ngày hôm qua tôi cho là đã xác định là thị trường đã bước vào một cái nhịp hồi phục kỹ thuật. Cho nên trong những phiên tới thì sẽ có nhiều cơ hội cho nhà đầu tư tìm lướt sóng, và đối với những nhà đầu tư thì đang còn kẹp hàng thì sẽ là một cái cơ hội để nhà đầu tư có thể thoát ra trong những phiên tới. Vâng, thưa anh Toàn, theo một số đánh giá của chúng tôi thì sự hồi phục của nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là hỗ trợ tốt cho thị trường. Vậy thì không biết là theo quan điểm của anh á, thì nhóm ngành này có tiếp tục dẫn dắt thị trường trong thời gian tới hay không ạ? Theo như quan sát trong cái phiên hồi phục ngày hôm qua thì dòng tiền đã chảy vào khá mạnh đối với cái nhóm ngành tài chính, bao gồm các cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và cả bảo hiểm. Vâng. Thì đặc biệt là đối với ngành ngân hàng, như Minh Vy nói, thì tôi cho là với cái triển vọng kinh doanh tích cực cũng như cái câu chuyện mà sẽ tăng vốn cũng trong thời gian sắp tới, thì ngành ngân hàng và các nhóm ngành khác thuộc nhóm ngành tài chính sẽ là động lực chính cho cái nhịp hồi này, và tôi cho là nhà đầu tư nên tìm kiếm cơ hội ở cái nhóm ngành tài chính này. Vâng, vừa rồi thì anh có một cái khái quát về nhóm ngân hàng cũng như là nhóm tài chính. Vậy thì đối với nhóm ngành dầu khí thì anh có nhận định ra sao ạ? Theo tôi thì mặc dù là trong cái thời gian gần đây cái giá dầu liên tục tăng, vâng, nhưng mà nhiều cổ phiếu dầu khí đã thay đổi từ cái xu thế tăng qua xu thế giảm sau cái đợt giảm lần trước của thị trường chung vào tháng 2 năm 2018 này. Thì cái việc mà sau cái phiên bật tăng đồng loạt như ngày hôm qua thì kể từ phiên hôm nay trở đi thì sẽ có những cái sự phân hóa, và tôi cho là cái nhóm ngành dầu khí sẽ không có cái mức tăng, mức hồi mạnh mẽ như là những cổ phiếu khác trong ngành tài chính. Vâng. Và rủi ro thì sẽ cao hơn. Bởi vậy tôi cho là nhà đầu tư nên cẩn trọng với các cổ phiếu trong ngành dầu khí. Vâng, thưa anh, mặc dù là thị trường có rất là nhiều những cái nét chấm phá rất là khả quan như vậy, nhưng mà hình như là cái hoạt động giao dịch thì vẫn duy trì ở cái mức trung bình thôi. Vậy thì liệu phải chăng là các nhà đầu tư đang chờ những cái tín hiệu tích cực hơn nữa? Chúng ta biết là từ sau cái giai đoạn mà giảm liên tục 4 tuần vừa qua thì thị trường liên tục xảy ra bull trap. Thì bull trap xảy ra là thị trường chỉ xảy ra một phiên tăng và sau đó thì sẽ không có nối tiếp đà tăng. Vâng. Cho nên nếu như trong những phiên tới sắc xanh tiếp tục, các đà tăng của thị trường vẫn tiếp diễn, thì tôi cho là nhiều nhà đầu tư đã thoát ra sẽ quay lại để mà tìm kiếm cơ hội. Và tôi cho là các hoạt động giao dịch sẽ sôi động hơn, bởi vì có nhiều nhà đầu tư đã bắt đáy ở vùng giá thấp cũng sẽ bán ra. Nhiều nhà đầu tư đã đi ra sẽ đi vô lại, thì đó sẽ là cái thời gian sôi động hơn trong thời gian tới. Vâng, rất là cảm ơn anh Việt Toàn đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện đầu sáng nay. Với những chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp cho các nhà đầu tư có những cái góc nhìn rất là cụ thể hơn về diễn biến của thị trường. Cảm ơn anh. Cảm ơn Vy. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi của anh Nguyễn Anh Việt Toàn cũng đã khép lại chương trình Tin Sáng kỳ này. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.